Hả? Oh my god, what is that? Xin chào mọi người, IC Fox đây. Ngày hôm nay chúng ta có một trận đấu cầm trò Natty Mid, thêm cái quả là Pink biểu tình nữa, đỏ lom luôn mà nó cứ nhảy liên tục cả trận đấu á. Và để xem là trận này mình sẽ chơi như thế nào thì các bạn cùng mình theo dõi trận đấu của ngày hôm nay thôi nhá. Nhưng mà trước hết thì đừng quên là bấm ngay nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi bộ này đến cho các bạn nhiều hơn nhá. Ban đầu thì mình chỉ tính là cầm cho nát đi đường rồng như bình thường mà thôi. Nhưng mà xong bên dưới lại có Joker ping lên, thế là cuối cùng là lại giúp lên. Xong rồi chúng ta lại có hai con AD. Cuối cùng thì mình lại phải đi đường mid này. Thực ra đi đường mid này sẽ có một cái điểm bất lợi dành cho nát, là chúng ta sẽ không có support và các bạn sẽ phải đảo gank liên tục. Mà trong quá trình các bạn đi gank á thì có khả năng cao là các bạn bị bắt nữa cơ. Mà các bạn cũng biết được là cho nát của chúng ta thì sẽ không có cơ động một xíu nào đâu. Vậy nên chúng ta cần phải rất là cẩn thận trong cái khoảng di chuyển này nhá. Giống như là khi các bạn đang chơi những pháp sư truyền thống, ví dụ như Illumia, Krixie, thì các bạn cần phải di chuyển ở dưới đường bùa cho nó hiệu quả hơn, cũng như là tránh bị team kia bắt nhá. Mà chưa kể là chúng ta bên dưới này chúng ta có Tara này thì mình cũng sẽ không bắn được nó tốt đâu. Với trận đấu này thì chủ yếu mình sẽ bắt vào Terry với cả là Yue mà thôi. Với việc đối đầu với cả Yue á thì mình khuyến khích các bạn sử dụng thêm cái xạ nhật cung. Như vậy thì chúng ta có thể là tăng được tầm đánh lên và Yue không có chạy được khi mà chúng ta bật xạ nhật cung lên. Thêm cả Terry nữa, Terry thì cũng không thể nào sử dụng chiêu lên người các bạn được. Còn đối với cả hai vị tướng còn lại là Choner với cả Tara thì chúng ta sẽ không nên bắn hai vị tướng này nhiều nhá. Murat thì cũng được, Murat thì chúng ta nên đi chung với team để cho Murat mở combat bắt team chúng ta trước thì chúng ta mới chui đầu ra. Chứ mà các bạn mà để lộ tầm nhìn trước là khả năng cao các bạn sẽ là người bị bắt đầu tiên đấy. Sau khi lên cái thanh kiếm này thì mình sẽ lên thẳng đồ cấp 2 của đồ chuyên giáp luôn. Như vậy thì chúng ta phải bắn ở đầu game hiệu quả hơn, thấm hơn. Sở dĩ là mình chọn đồ chuyên giáp thay vì là tốc đánh, bởi vì là khi các bạn cầu tốc đánh này cũng thấy ok rồi, mà khi các bạn bắn thấm thì lại càng đã hơn nữa. Thế là mình mới thấy cảm thấy việc của lên đồ cấp 2 của đồ chuyên giáp sớm sẽ hiệu quả hơn. Thì các bạn cũng có thể thử xem sao nhé. Trận này thì mình sẽ cầm bộ trang phục robot của vị tướng Sarnat. Hiện tại thì mình cũng đang có một số em có bộ trang phục này. Nếu các bạn muốn rước em này về thì hãy xem phần bình luận ở bên dưới nhá. Ấy, Tara này, Tara chạy được không? Tara chạy được không? 148 vàng. Lần này mà có cái thứ kia mà nó chở mình lên trên đường rồng kia thì tốt. Mà thôi, ở lại đây thì ăn cái con tà thần này luôn. Chơi trao nát mình thấy kiểu cứ tiện mà gặp con tà thần hay gặp con rồng nào là mình sẽ đi qua, là mình sẽ đứng lại mình ăn luôn nhớ. Cảm thấy ăn trao nát mình ăn mấy con này rất là dễ luôn. Đợt này mặc dù là trao nát tân nguyên vệ thần đang quay trở lại nhưng mà mình thấy có vẻ như là cũng không có cái thị trường của con skin này cũng không có sôi động lắm. Các bạn có thấy là gần như là nhiều bạn lấy về xong cũng chỉ để ngắm thôi à, chứ cũng không có chơi mấy á. Bởi vì sao nó thực ra lại không có được nhiều người ưa thích lắm, bởi vì độ cơ động của nó không cao. Mà đặc biệt là sau cái đợt giảm sức mạnh thì đầu game bắn yếu hơn rất là nhiều. À, mình chơi con này mình thấy vẫn ok thì mình vẫn sẽ sử dụng thôi. Mặc dù là trận này mình cầm cho nát đi đường mid nhưng mà có vẻ như chúng ta cũng không có được để ý nhiều. Thế là các bạn sẽ thấy mình không bị bắt nhiều luôn á, mình không có bị Murat đi săn, không có bị Tara với cả sâu nữa không thể nào săn mình được. Có mỗi Murat thì Murat cũng không có quan tâm đến mình luôn. Còn công việc của chúng ta là cứ đảo gank liên tục và chúng ta sẽ chặn đầu Murat ở đằng này. Đây ạ. Quay lại thì vẫn ngỏ mà thôi. Đường nào thì cũng thế, chỉ là vào mùa mai thôi mà. Rồi, thêm cái trụ nữa. Có vẻ trận này chúng ta chơi rất là suôn sẻ đấy. Tính ra thì trong Nathimid cũng ok phết đấy chứ nhở.
không đến nỗi. Vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ là đi ganh này, đảo đường và có thể là chúng ta lấy trụ ăn một cân tà thần ăn quái nữa luôn. Cái kiểu cái con rồng này là mình sẽ sơi luôn này. Team mình cơ thể đang combat được team mình rồi. Bây giờ ta cứ sơi con rồng thoải mái mà không sợ bị mất. Thêm cả Bian hỗ trợ nữa. Rồi, ngon luôn. Lên xe. Đâu, đứa nào lao. 200 vàng. Murat, ô, nhanh thế. Murat không quay lại rồi, đi về đường mid mất tiêu rồi. Ây, hết chiều. Khổ ghê. Gọi được chưa? Cứ để cho Murat combat trước, sau đó chúng ta sẽ chui đầu ra bắt bóng của nó là ok ngay. Còn Ghê bên kia thấm quá. Tầm này thì Ghê bắt đầu có đồ rồi. Thế là nhớ là giữ vị trí cho tốt. Và cũng như cách chúng ta đối đầu với cả Murat thì tốt nhất là để cho Ghê bắt team của chúng ta trước nha. Ố, ui, được hẳn dừng nhường bùa cho mọi người ạ. Trận này không hề bị chê mà còn được nhường bùa nữa. Thế này bắn đã tay luôn rồi. Mới tội trận này mình không đi mít thôi. Trận này mà cầm pháp sư đi mít thì ngon. Thực ra thì trao nát chúng ta vẫn cần bùa xanh. Nhưng mà thực ra để cái độ mà gọi là cần thiết, cậu đến cái mức mà rất là cần lại thì không đến nỗi. Mà không sao, được dừng nhường bùa thế này là mừng rồi. Cũng may là cái tầm này thì mạng của mình bắt đầu ổn định lại, nó không bị nhảy lác lác như cậu đầu game nữa. Cái tầm này mà lác là thôi, bay màu đấy. May. Rồi, có mạng luôn kìa. Bây giờ là mạng thứ 5 của mình rồi. Đi đâu đây? Murat này. Với tội là không ăn được mạng thôi. Ghê gớm thế nhở. Đông thế này mà vẫn dám bắt mình luôn. Hiện tại thì tiền của mình đang đứng đầu rồi. Trận này thì mình farm rất là nhiều. Và mỗi khi mà mình yếu máu thì thay vì mình biến về thì mình sẽ đi farm mấy con quái nhỏ nhỏ này để hồi lại máu là được nhá. Chứ các bạn không cần thiết phải biến về đâu nha. Trừ trường hợp là team mình cần ép sâu quá thôi. Hoặc là thua combat thì mình sẽ dép đi về nó lành. Đừng có đứng lại, không là ngỏm đấy. Tầm này thì có xạ nhật cung rồi nên mình sẽ chọn vị trí để bắn thôi. Bây giờ phải chọn làm sao để bắt được vào người của AD với cả người của Yue đi bên kia kìa. Đấy là hai vị trí chính mà mình muốn bắt. Ok, may là không có mất con bùi đỏ này. Mình chỉ cần một trang bị cuối cùng nữa thôi, đó chính là cái nanh Fenrir. Là chúng ta sẽ đủ bộ trang bị. Bộ này thì vẫn yên tâm là 3 nhát một mạng bình thường nha. Chứ không phải là lên xạ nhật cung thì sát thương của các bạn sẽ yếu đi đâu nhá. Ôi, Tara kìa. Team đâu hết rồi. May vẫn được Gidu hồi máu kịp thời. Quá đã luôn. Rồi, có cục máu sau trụ và chúng ta sẽ đi lên đi chung với team. Và đồng thời thì các bạn để ý xem là xung quanh có con quái hoặc con rừng, con gì nào các bạn thích ăn để có thể hồi lại được lượng máu nhá. Và cứ để cho Yue ném chiêu trước này. Nhớ là đứng sâu ra đằng sau này nha, để xem là để ý Murat này, để với cả để ý Yue xem bọn nó đang ở đâu. Như tầm này thì Murat hết chiêu lướt rồi này. Nhưng mà team của chúng ta đang mở combat, sau đó thì mình sẽ lên bắn sau. Không ham hố mở combat đâu nha. Đây, thấy lộ vị trí đây rồi. Mở cung lên và bắn. Đó, các bạn thấy chưa? Mở sạn nhật cung lên, yeah, bên kia nằm trong vùng chiêu của chúng ta luôn. Thêm cả Terry nữa, không có làm gì được mình cả. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phải đi farm lại những cái con quái, con lính để chúng ta hồi lại được máu nhá. Your tower has been destroyed.
Ok, giờ này thì chúng ta, và thôi mình sẽ nhường lại bùa này cho Gidu. Gidu này bảo kê cho mình cũng rất là tốt. Rồi, và mình đã có trang bị cuối cùng, đó chính là nhanh Fenrir. Sát thương của chúng ta cũng lên tới 4.000 rồi kìa. Thì các bạn sẽ thấy là bắn sẽ thấm như thế nào rồi đó. Mà chưa kể là khi mà máu tối địch ở dưới 30% thì cược cộng thêm sát thương nữa nhá. Dưới 30 hay 50, mình chả nhớ nữa, hình 50, dưới 50. Cái này cái điều chúng ta sẽ cộng thêm sát thương. Rồi chờ team mở combat ra để bắn thôi. Và chúng ta có xạ nhật cung. Các bạn thấy sức mạnh của xạ nhật cung chưa? Ghê, có chạy bằng niềm tin. Mà chúng ta cũng không sợ bị ghê cắt nữa. Rồi, tầm này thì rất là thầm luôn. Gặp đến nào múc rồi đấy. Ngon. Cứ ở ngoài mà xả sát thương thôi. Và đó là trận đấu của chúng ta ngày hôm nay. Trận này mình có không chết một mạng nào cơ. Có vẻ như là cầm trò Nat thì mid cũng rất là ok đấy. Các bạn nghĩ sao về trận đấu này cũng như là cách chơi này thì hãy bình luận cho mình biết về nhé. Còn mình là IC Fox. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.